truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp Robux giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong chuyên mục review về những tựa game mới. Hôm nay mình sẽ đưa tới các bạn về một cái tựa game simulator nó vừa lạ nhưng nó lại vừa quen. Nếu các bạn là những người chơi Roblox hơn một năm và đặc biệt là chơi Beast Swarm ấy, thì ắt hẳn sẽ biết về một cái tựa game nó na ná như vậy. Nhưng mà nó đã bị shutdown tới 2 lần. Đó là tựa game Peacekeeper. Thì sau khoảng tầm 9 tháng, 10 tháng, tựa game này đã quay trở lại với một phiên bản mới. Không còn nuôi ong nữa, nó biến thành nuôi chim rồi. Peacekeeper biến thành Birdkeeper. Và đó cũng chính là video ngày hôm nay mình sẽ trải nghiệm cho bạn coi về tựa game Birdkeeper chơi như thế nào nha. Link game mình sẽ để bên dưới. Yeah, và chắc chắn game này là một game simulator chơi được cả trên mobile và trên PC. Đây là khung cảnh ban đầu của game ha. Nó cũng thay đổi khá là nhiều rồi. Nhưng mà cái con Butterfly này chưa thay đổi này. Tại vì con này là trong phiên bản Beekeeper nó remake lại ấy. Không còn là con gấu nữa, nó biến thành con bướm bướm ha. Thì con này không thay đổi này. Rồi chỗ này mình thay đổi thành tổ chim. Đúng vậy. Đi vào cái tổ ha, bấm E. Rồi mới đầu vô mình có hai con chim. Admin cho mình hai con chim. Một con chim xanh, một con chim đỏ. Bên góc trái này mình sẽ có inventory. Chúng ta sẽ có nhiệm vụ, có shop. Shop thì game này có mua tiền này. Và có hai game pass. Một cái là Noob Bird, giống như trong kia là con baby. Và thêm một cái nữa là Starter Pack, giúp các bạn mua 300 Robux. Khá là tốt cho các bạn có thể bắt đầu từ game này ha. Rồi ở đây mình có code, code thì mình vẫn chưa thấy. Game này thì chơi giống Beast Swarm. Cho nên các bạn vô các bạn chỉ đi tới những cánh đồng này. Các bạn đi farm thôi. Đó, ba lô mình là 500 food. Giống như kia là 500 pollen. Chơi này cũng dễ mà các bạn. Rồi ok, sắp full rồi. Ba lô mới đầu vô 500. Cho nên khá là mau full ha. Trên kia là yêu cầu các bạn 5 con chim. Xin nữa nó nhầm 5 con ong rồi. 5 con chim các bạn thấy đi lên trên khu vực tiếp theo. Trên kia nó là 10 con ha. Đây là cái shop. Và khi các bạn full rồi, wow. Các bạn này 1, 2, 3, 4, 5. Một hàng là 5 con chim. 5 x 4 là 20. Bạn này được 17 con rồi. Nhanh quá vậy. Game mới ra ngày hôm qua mà. Thanh niên kia cũng 17 con rồi. Có bộ là cái tựa game này chơi khá là dễ nha. 425 tiền, 500 tiền. Tức là 1 phút là 1 tiền ha. Sau này sẽ có nhiều chỉ số multiplier cho các bạn có thể nhiều tiền hơn. Giờ đi nhiệm vụ đi. Mới đầu vô mà, nhiệm vụ thôi. Hello, Bubble Butterfly, nói chuyện này. Hi, chúng ta trồng những hạt giống ha. Tại vì những con chim thích ăn hạt đấy các bạn. Cho nên trong tựa game này chúng ta sẽ không đi collect pollen nữa. Mình sẽ đi collect seed ha. Seed là food, food cho con chim này. Đầu tiên thì nó kêu mình nhiệm vụ A New Beginning, collect 500 food. Ok con về. Trả nhiệm vụ. Ủa cái này phải cái hang vậy? À không, cái bóng cây thôi. Nói chuyện này. Ồ nhanh quá vậy. Làm nhanh ghê. Nó cho mình là 250 tiền. Còn gì nữa không? Không. Nhiệm vụ kỳ này yêu cầu mình là connect 500 foot từ Aymon Avenue với lại Pier Peninsula. Nghĩa là những cái loại hạt giống các bạn. Chúng ta chỗ này mình có shop này. Vào shop xem. Mình có cái sẻng này. Shovel 1500 tiền. Thì những cái này các bạn đi lên trên những cái shop ở trên cao á, thì nó sẽ có những cái xịn sò hơn. Giờ tôi đi coi nè. Các bạn thấy không? Cái pollen ở đây á, thì nó chia ra giống như hoa đỏ, hoa xanh, hoa trắng. Nhưng mà nó chia ra thành từng cái hạt giống. Đây là pear nè. Pear đúng không? Pear hay pear ta? Nói chung là trái lê đấy. Đấy. Đi farm. Bật nhiệm vụ lên đi coi này. Đi farm ha. Farm. Ok. Còn Aymon là trái gì nhỉ? Aymon có thể là trái trắng trắng này. Hoặc là trái ở bên này. Ở khoan từ từ mình vừa thấy cái gì đó các bạn. À. Khi các bạn đi vô cái tổ của mình nó hiện thêm một icon con chim này. Gọi là breeding các bạn. Breeding tức là mình lai tạo ha, hai con chim với nhau. Để begin breeding nè. Là nhiệm vụ này kia sẽ có nét nha. Oh, như vậy là Aymon đó các bạn. Học điều quá ta. Ê, token đây. Không ăn được. Token này không phải từ con chim của mình rồi. Mới đi farm có chút xíu mà full rồi. Thì cái điều này đồng nghĩa là các bạn phải đi mua ba lô nha. Chắc chắn phải đi mua thêm ba lô. Rồi xong đợt này mình đi mua ba lô mới đi. Tại vì hiện tại với hai con chim và cái sẻng cơ bản, tôi vẫn có thể farm rất là nhanh. Mua ba lô trước nha. Ba lô bây giờ mình lên là 1200. Khá là ngon. Bạn kia có rất là nhiều chim này. Con chim mà nó nảy sinh ra rất nhiều token. Chim tôi có token không? Tại vì trong đây thiếu một cái là pet index. Tức là những con chim mà thông tin về con chim như trong Beast Swarm ấy. Cho nên là mình không biết là những con chim đó nó có công năng gì hay không. Mình đã xong được một cái nhiệm vụ này. Aymon Avenue ha. Bây giờ chúng ta đi qua đây mình farm thêm 100 nữa. 100 cái pier nữa. Hello, tôi quay trở lại ở đây. Ascent, tuyệt vời lắm. Cho mình gì vậy? Nó cho mình một cái tuyết nữa các bạn. Có phải ha, bị che rồi. 500 tiền và một cái tuyết. Cái tuyết trong inventory đây, đây. Cái này nó tương đương với cái nét á. Cái tổ hen. Chúng ta sẽ quay trở về nè. Click vô này. View item này. Đó. Như vậy là trong cái tổ mình đã thêm. À trong cái cây của mình đã thêm một cái tổ nữa.
là mình có ba con chim. Rồi khi đó các bạn quay về tổ của mình, bấm vô con chim này, một con xanh một con đỏ đi ha. Bên trái bạn chọn một con, bên phải bạn chọn một con, cho hai con chim lai với nhau. Cái này hình như kiểu như là tăng thêm tỷ lệ như là những cái bình jelly ha. Nếu các bạn nhớ là hồi xưa mình chơi từ game Beekeeper á, mình cũng đầu tư trong cái video đầu tiên mua tiền, sau đó nó sập hai lần, rồi nó im lìm trong khoảng tầm 9 tháng. Tới ngày hôm nay thì tựa game mới quay trở lại với nội dung là Birdkeeper, nên cũng nguy hiểm lắm hen. Lần này là lần thứ 3 rồi, lần comeback thứ 3 của tựa game, cho nên cũng không biết là nó có ok hay không. Trong video này, cho dù nó dài, tôi cũng sẽ cố gắng để tôi lai tạo, tôi breeding ra một con chim mới cho các bạn. Bạn ơi, bạn gì để con chim lẻ loi bơ vơ đây một mình vậy? Chim ai bắt về nhà đi, nhốt nó vào. Nó cho mình một cái tuyết nữa. Cái gì vậy? Sao cho tôi tuyết hoài mà không cho tôi cái gì để tôi lai ra một con chim mới vậy? Công năng của nó là sử dụng cái tuyết này để create new nest for your bird. Ok, new item. Nghĩa là mình đã có 4 rồi. Đây tôi có một cái ô trống nè. Bấm thử ô trống này coi. Được nè. Oh my god. Thì ra là cái tựa game này không phải bị lỗi. Tức là nếu các bạn mà không có những cái hộp tuyết này á, giống như những bình jelly á, các bạn bấm vô cái ô trống trống bên góc phải nè, chờ 48 giây nữa. 48 giây nữa nó sẽ cho mình ra một con chim. Con chim non trên cành cây. Nhiệm vụ tiếp theo yêu cầu mình là through your collection 1750 phút. Ba lô tiếp theo có giá trị là 7500 tiền. Cái đồ farm tiếp theo có giá trị là khoảng tầm 1500 tiền. Mua farm cho nó nhanh đó mà. Trong khi chờ thời gian cái con kia nó nở. Ui, bạn này có một con chim màu đen các bạn. Về coi chú chim nhỏ của mình vừa mới nở xem nào. Canido và Canido. Thì ở đây mình có 4 slot đúng không? Mình sẽ chọn một con Canido bên đây và một con Canido bên đây. Các bạn phải chọn hai con khác nhau nhé. Begin breeding, please wait trong 1 phút nữa. Trong khi chờ mình đi farm, đó cứ như vậy. Bán xong lần này là tôi quay về tôi mua thêm một cái ba lô mới. Ba lô này 7.500 tiền đúng không? Ê, chim đen. Oh my god. Con chim đen các bạn ơi. Con này tên là Mapia. Con chim màu đen Mapia. Oh, nó cho mình tới một cái tuyết rồi. Ngon. Như vậy là trong khoảng tầm 15-20 phút video, tôi đã sở hữu được 5 con chim khác nhau. Bấm vô đây. À đâu? Bấm vô inventory. Bấm tuyết nè. View item này. Sau đó mình sẽ lai tạo breeding giữa một con chim màu đen và một con chim màu xanh biển đi. Begin breeding. Nhiệm vụ tiếp theo là 2000 Hazelnut Heaven. Hazelnut Heaven ở đâu ta? Ở trên đúng không? Như vậy là chúng ta phải chờ cho cái con kia nó nở, con chim kia nở. Chơi cái từ game này á, mấy từ game giống vậy nè, các bạn có thể học được tiếng Anh nè. Có những cái từ vựng ấy, ví dụ peer là gì, rồi coconut là gì, học các kiểu. Nhớ tiếng Anh khá là tốt. Cái tỷ lệ breeding này mình không biết là nó có dạng như mấy game Dragon City không, là lai mấy con chim với nhau á, nó ra một con chim hiếm. Cái việc phối màu mình nghĩ là nó không có là vấn đề quan trọng đâu. Thiệt nè, Legendary. Con Craven là con quạ nhá. Nhưng mà tôi thấy mấy model con chim trong đây nó y chang nhau à. Rồi ha, 5 con chim mình có thể lên được khu vực tiếp theo. Rồi đúng rồi, phạm trên đây là khu vực mới nha. Nhiệm vụ mà Heavenly Habitat, Hazelnut Habitat gì đó. Phía xa xa kia là thêm một con bướm nhiệm vụ ha. Fancy Butterfly với một cánh đồng mới. Bây giờ mình thêm một cơ hội đi. Mình sẽ cho bên này là con Raven. Bên kia mình cho một con chim đen nữa là Mapia. Mình sẽ breeding. Thời gian mình chờ là 1 phút rồi 3 phút luôn á. Rồi chờ 3 phút để coi hai con chim đen nó lai ra con chim gì nhỉ? Hai con chim đen mà lai ra con chim màu đỏ hay con chim màu trắng là tôi mới hết hồn. Tôi vừa nhận thấy một cái token seed boost. Boost your amount of seed of you collect nhân 1.1 lần seed trong 15 giây. Đấy. Thì những cái con chim mà từ cấp độ mình nghĩ epic rare trở lên ấy, nó cho chúng ta những cái khả năng thu nhập token ấy. Còn những con chim bình thường thì không có. Ba lô tiếp theo là 26k này, chưa có đủ. Cái đồ farm tiếp theo là 6k tiền ha. 23k tiền. Mua tiếp. Tôi đã đổi sang cây chổi rồi. Cây chổi quét nhà sao? Không biết nữa. Thôi lên. Lên, lên, lên. 2500 phút từ Sweet Toilet Thornburst. Tên khá là khó đọc luôn ấy. Sao không cho gì nó dễ dễ ấy? Cho như Apple này, Watermelon này, tên gì đâu mà thích. Tôi shit the Thornburst. Cho Pier Peninsula, tên đúng khoa học luôn. Mình nghĩ là NPC tới một lúc nào đó nó cũng sẽ hết cho mình nhiệm vụ hen. Nên các bạn cũng nên nhận nhiệm vụ liên tục. Quay trở về nói chuyện. Hello Butterfly. Hello hello. Lại cho mình một cái tuyết rồi. Thôi. Như vậy là trong khoảng tầm 20 phút video. Tầm 20 phút. Chúng ta đã có được 7 con chim. Thời gian còn bao nhiêu? 20 giây. Hãy cùng chờ xem nào. Giữa một bên là con Mapier. Và một bên là con Raven. Hai con màu đen thui. Một con đốm trắng. Một con đen toàn thân.
thì nó sẽ cho mình ra quyết định ra một con chim gì ở cấp độ gì. 3, 2, 1. Gì vậy? Thiệt luôn, chim đỏ thiệt luôn. Hai con chim màu đen ra con chim màu đỏ thiệt luôn. Ok, thì vừa rồi trong video này mình đã quay trở lại, mình đã tới và review với các bạn về một cái tựa game lần thứ 3 trở lại. Beekeeper đổi tên thành Birdkeeper. Tựa game chúng ta sẽ nuôi chim, đi dùng những con chim đi thu nhặt những cái seed. Link ngay ở bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.